Xin chào các bạn, hôm nay cả nhà đi ăn đêm, không có mạng, mình tạm thời chia sẻ các bạn bằng video. Ở đây các bạn nhìn thấy cái món cháo lòng của Cần Thơ, gọi là cháo lòng mắt má heo 39, rất là nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Nếu mà các bạn đến với Cần Thơ mà không biết cái món cháo lòng này thì chắc là không phải là đã từng đến thành phố Cần Thơ nhé. Và món ăn đây mình chia sẻ luôn cho các bạn này. Giá cả rất là hợp lý, gọi là mình là tay ba lô thôi các bạn nhé. Món ăn rất là hay. Đây các bạn, đây là với một tô cháo. Tô cháo này đây, các bạn nhìn thấy tô cháo là đây là một đĩa mắt lợn và má gọi là mắt heo và má heo, các bạn rất là ngon, tuyệt vời. Và giá cả thì chỉ có 30.000, các bạn, 30.000 rất hợp lý. Trong đó là có mỗi người một ly nước trà đá. Mặc dù là quán rẻ nhưng mà rất là lịch sự. Đây rồi, nó chạy rồi. Không ăn là đây cháu lưỡi cháu tim mắt. Mình má lợn. Đây là một món cháo mà không thể quên nếu như mà các bạn đến thành phố Cần Thơ, các bạn không quên. Và quên xin lúc nãy mình chưa giới thiệu một cái món cháo lòng mắt má heo này, có thêm một chút rau các bạn nhé, là rau má, rau má Thanh Hóa, rau má rất là tuyệt vời. Đây các bạn thấy rau má to kinh khủng luôn, và chất rau má thì thơm. Rau má và rau ngổ, ước mơ lớn của người Thanh Hóa là rau má to bằng đá sen. Mình tạm dừng clip tại đây nhé.